Bà Vy ơi, bà Vy! Bà Vy ơi! Có ai thấy bà Vy Việt Kiều mới về không? Chỉ giờ mới bà Vy ơi! Ơi, ơi, ông Vàng, đi đâu hả? Ông Quốc hả? Ừ. Bà Vy bữa nay bà nói bà về nước, hẹn ra đây nè. Ủa, hẹn ông luôn hả? Ừ. Bà hẹn tôi luôn nè, làm tôi dớn nguyên bộ đồ vía ra rước bà. Ủa, nói làm vậy, bà ở đâu? Tôi ở đây nè. Vy ơi. Ê ông Vàng, ông Vàng. Hả, cái tiếng hả? Văng vẳng hồi nãy á, nghe giống giọng bà Vy lắm à nghe. Thì giọng tôi với giọng ai? Ủa gì kỳ vậy? Thấy cái audio không mà còn cái video đâu. Làm ơn cho tôi coi cái video đi bà Vy ơi. Thì tôi ở đằng sau cái vali nè. Trời ơi đây này, nè này. Đi ra vòng ra đằng sau cái vali là đặng kiếm bả đi chứ. Ủa bà Vy ơi, bà nói bà ở đằng sau cái vali mà sao tụi tôi tìm hoài không có thấy vậy bà Vy? Ở đây ai cũng thấy, chỉ có hai ông già cả rồi mắt mũi tèm nhem nên mới không thấy tôi thôi. Tôi ở đằng sau lưng hai ông nè. Ôi trời ơi, ông Quốc, ông Quốc. Ê, ở đâu ra con bé có chút xíu mà cái đầu nó trắng hiếu vậy? Ờ, mà cái giọng nó giặc hằng nữa chứ. Cái kiểu này là chọc ông già nè. Để con tôi cái nhà ai đây nè. Nè cháu ơi, là con nít không được chọc ông bà già nghe không? Vậy là bị quýnh đòn nghe chưa? Có giỏi thì đánh đi. Trời, bà Vy, sao bà đi có mấy chục năm mà về bà còn chút ép vậy? Cái lúc mà bà đi qua bển đó nha, là bà cao y như là đoan trang vậy. Sao bây giờ teo còn chút xíu vậy? Hai, tôi qua bên bển cắm cúi làm neo nên tôi teo còn chút xíu cỡ dị hương á. Ô trời ơi, bà đó là cỡ chừng con gái của Việt Hương thôi. Con gái Việt Hương lùn lắm hả? Lùn lắm. Ừ, chắc giống mẹ. Ô trời ơi, trời. Ừ chắc đó. Bà đó nha bà Vy. Thôi kệ, già rồi, cao thấp không quan trọng, quan trọng là thần thái. Hôm nay được về quê hương, tôi thấy vui quá, tự nhiên thấy ngứa miệng, muốn hát một bài gửi lời chào Việt Nam, hai ông thấy sao? Ê, cái vụ này được nè, bà hát đi, tôi đàn cho bà hát. Tôi có đem theo cây sáo, tôi thổi cho bà hát. Cây đàn ở đây, cây sáo ở đó, rồi âm thanh đâu mà bà hát cho người Việt Nam nghe? Âm thanh ở trong cái vali á, hai ông mở giúp tôi đi. Ê, âm thanh hả? Ô trời ơi, đến cái đàn, trời ơi cái đàn. Robot de pi cara cine Cho que do mole vi un pie le chedo ma se a pide che des mia cama e se te no se ti se ne se ne fa che de je mange le re an fin da copola e se ne capi con cole. Given me the thing I was born. What you know about the story? Topping high above. My eyes say mock me. Now what's there to say? All I know is you. This one decides of war. Of him by Coppola, the handicapped.
Phan ơi, hồi nãy bà nói bà hát một bài hát gửi lời chào Việt Nam, mà bà hát tiếng Tây, tiếng U không sao người Việt Nam hiểu. Muốn tiếng Việt, có tiếng Việt. Vô! Và đó chính là Minh Vy. Con ơi, trời ơi, cho cô ôm con một cái. Ủa Vàng bữa nay không té nữa hả Vàng? Dạ không phải, bữa nay em là một nhạc sĩ chuyên nghiệp. Nhạc lên nửa tiếng đồng hồ rồi mới bắt đầu đàn. Trời ơi. Chờ chị với anh Nghĩa nó thế nào không dắp vali té lộn cổ nè nha. 1, 2, 3 té rồi. Sao té được? Chưa té cười quá. À, đi vô đi em té, không. Dạ em chào mọi người. Dạ em chào mọi người em vô. Đó. Tôi nói mà. Rất là dễ thương. Phải có té mới là Dương Thanh Vàng. Xin được mời cảm xúc của ban giám khảo. Cô Việt Hương với chú Đại Nghĩa không có nói gì chứ. Trời, ngồi im nghe cô Trang nói thôi đó. Chấn động rồi. Con của cô ở nhà nó nói mấy câu cô mừng cũng chết luôn rồi. Con này con ta. Trời ơi. Ủa nó nghe nè, bộ nhà bà mẹ dành nói hết sao con không nói được gì hết trơn trọi vậy? Không, ý là con người ta đứng trước sân khấu như vậy, diễn kịch rồi bày đặt hát rồi bày đặt xỉa xói tôi, đúng không? Tôi chỉ nhỏ, con tôi là người mẫu sai nhỏ. Hiểu không? Đó, vỗ tay đi. Mai mốt á là chị bung miếng là các cưng phải chụp. Trời ơi, tự quy định luôn. Ép buộc khán giả tội nghiệp người ta quá Trang ơi. Cái tiếng mục của con ai lựa hai cái áo dài mà đẹp dữ vậy, rất là nhập vai luôn, khom khom rồi tay rung rung mà diễn hài tỉnh á. Mà đối với cô cái hài này nó rất là độc đáo, hài tỉnh hước đó Trang. Nó tỉnh bơ à, con không có cần nói cái gì ồn ào hết á, con chỉ trả lời những cái câu rất là ngắn gọn nhưng mà rất là chất. Rồi qua tới phần hát nữa, con hát tiếng Pháp, hát qua cái phần tiếng Việt á, thì có các cô mặc áo dài trắng ra, rồi cùng với cái nón lá, rồi cái che con lại, cái con cũng xuất hiện. Cô thấy nó rất là đẹp, làm cho tiết mục của con rất là giải trí nè. Nhỏ xíu à, nhưng mà khi các cô bưng con lên á, cái nón lá xém rớt đúng không? Cái chụp lại liền. Đó, nhiều đó là đủ tố chất nghệ sĩ đầy trong người rồi. Chúc mừng con. Cảm ơn cô. Những cái khả năng của bé em nhìn được thì quả thật là không sai. Và em nghĩ ra cái idea nhưng mà em không có viết được kịch bản, nên là nhờ chú Phúc là viết kịch bản rồi dàn dựng cho bé. Hôm nay bé làm em ngạc nhiên, em bất ngờ đến mức độ mà hát xong rồi em phải chạy ra em ôm em sung sướng không biết nói gì. Ngày hôm nay con hát xong bài này con thấy sao? Con thấy rất là vui. Gì nữa không? Dạ hết rồi. Ngày hôm nay con muốn tặng bài hát này cho ai không?
cho tất cả mọi người. Đó, ăn điểm chỗ đó. Nãy chê tôi quá trời, chê qua con gái tôi luôn mà. Cái đó là có ai ai chỉ con hả hay là con cần nói? Thầy Phúc chỉ cần bản luôn. Dạ thầy Phúc hả nha chị Hương. Chị Hương ơi, lỗi của thầy Phúc. Thì bây giờ chị mới biết là ai là người không ưa chị rồi đúng à, không? À giờ chị mới biết thằng Phúc. Chắc là nó còn làm nghề lâu hả em? Thì chắc còn được mùa này nữa thôi chị à. À đó chị cũng chờ nha Phúc nha. Dạ. Con, ừ không sao đâu con. Cái đó là thầy con mà đúng không con? Ừ. Con thì sẽ đi tiếp mà thầy con thì sẽ dừng lại đó. Dạ. Một cái hỗn tay cho ban giám khảo của tụi em. Dạ. Chúc mừng con, ngày hôm nay tiết mục quá là dễ thương. Và hãy chờ để xem tiết mục tiếp theo sắp dẫn như thế nào quý vị nha. Xin mời. Cô ơi. Ơi. Cho con tô bún riêu nha cô. Rồi rồi, con ngồi đây giúp cô nha. Đợi con đợi cô xíu nha. Đặc biệt là con nhớ tới một người đã từng nấu cho con ăn, mà bây giờ người đó lại không còn trên đời này nữa. Ai vậy con? Đó chính là mẹ con.
Cảm xúc của anh Nghĩa như thế nào ạ? Xin mời anh. Con hát hay, con có gương mặt sáng sân khấu, nhưng mà chú Nghĩa cứ cảm giác là nó bị thiếu thiếu một cái gì đó. Chắc có lẽ là cảm xúc. Chắc là nhiều khi con còn nhỏ quá, con không có phải qua những cái ngày khó khăn gian khổ, cho nên là con chưa có cái hồn, cái cảm xúc trong cái bài hát này. Ngay cả cái đầu tiên khi con thoại với cái người mẹ đó, chú Nghĩa đã thấy nó chưa có vô rồi. Cho nên là phải chi, nếu như mà nhìn thấy được ở con cái khả năng thoại nó còn hạn chế đó, thì mình bớt cho con thoại lại. Ví dụ mình cầm, mình diễn rồi mình hát thấy thế nào đó, để mình che đi những cái phần nào còn hạn chế thiếu sót của con. Lần sau rút kinh nghiệm, đừng có con đừng nói gì trơn trọi á. Mẹ gánh ngang vậy đó, cái nhìn theo cái bà bản gánh, thấy không? Nhớ mẹ mình cái hát, hiểu không? Hát xong cái bà gánh về, bà con dẫn thêm đứa con nữa. Trời ơi, cô đi cái con dòm theo giày là rớt nước mắt rồi. Nha con. Mình có được đi tiếp hay có đoạt giải hay không, không có quan trọng. Nhưng mà đây là những ngày tháng nó sẽ đem lại cho tụi con rất là nhiều kỷ niệm rất là đẹp. Con đồng ý với cô không? Đó, còn về cái phần cảm xúc á, đó là một con đường còn rất là dài. Bởi vì tuổi của tụi con còn nhỏ quá mà, phải hiểu hết về cái tình cảm nè. Mà bỏ tình cảm qua một bên là phải biết diễn xuất nè, thì mới có thể tròn được những cái tiết mục này một hoàn hảo 100%. Nhưng mà chỉ để nói về cái phần hát thôi á, từ đầu cho tới đuôi đi ngọt ngào như vậy là cô cũng cảm thấy cũng là một lời khen rồi. Cho nên cô chúc mừng con nha Mai Anh. Xin được cảm ơn ban giám khảo. Ngay bây giờ tiếp theo sẽ có điều gì hấp dẫn, xin mời tất cả quý vị cùng khám phá. Xin mời. Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo. Con kính chào quý thầy cô, quý vị khán giả. Con tên là Đỗ Hà Minh Vy, năm nay con 5 tuổi. Con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Sở thích của con là ca hát. Sau đây là phần dự thi của con. Bài hát được mang tên Quê Hương. Mấy chú ơi, khoan mở nhạc cho con đọc thơ mấy chú ơi. Quê Hương. Quê Hương là gì hả mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu. Quê hương là gì hả mẹ? Ai đi xa cũng nhớ. Trời ơi, con cưng quá. Rất tuyệt vời luôn con, rất ngọt ngào. Và một phần trình diễn 2 trong 1, vừa hát vừa múa luôn. Một cái hố tay cho bạn nhỏ của tôi. Trời ơi, con ơi, quê hương con ở đâu? Con không biết. Thế nhà mình ở quận mấy? Con ở quận Bình Tân. Quận Bình Tân. Hồi xưa giờ mình đẻ ra là mình ở đó luôn phải không? Dạ, hồi nhỏ là con ở nhà cũ, bây giờ con đổi nhà mới. Nhà có điều kiện, mọi người thân mến. Dạ. Vậy nhà cũ của con có mấy lầu? Lúc đó là con vẫn còn trong bụng mẹ. Trời đất ơi, lúc đó con không biết. Dạ. Vậy giờ con qua nhà mới nè hả? Nhà mới có thang máy không? Nhà mới con không có thang máy. Nhà mới là cái nhà hồi nãy con mới nói. Biết rồi, biết cái nhà mới đó rồi. Nhưng mà cái nhà đó có lầu không? Dạ có. Có lầu luôn phải không? Đó, dễ thương. Rồi, cười tươi lên. Bởi vì là ngày hôm nay với phần trình diễn của con đã được sự lựa chọn đến từ lớp học của cô Tommy và cô Huỳnh Minh. Con thích quá à. Con đọc mấy câu thơ là cô muốn bấm rồi. Nhưng mà cô để chờ thử con hát như thế nào. Và cô không có thấy thất vọng khi mà con hát câu đầu tiên. Rồi càng về sau con càng cho cô cái cảm giác rằng là một cái quê hương rất là đẹp. Và cô hỏi là tại sao một em bé có 5 tuổi thôi mà lại giỏi như vậy. Nên là cô không tiếc một phiếu cho con, cô bấm ngay. Con về rồi của cô thì cô sẽ cho con càng ngày càng tỏa sáng hơn nữa con nha. Dạ con cảm ơn cô. Dễ thương quá. Cô Mến có nói gì không? Cô Mến cũng rất là đồng ý với lại cô Tommy nè. Cô Mến thấy là con, trọng trách của con hôm nay á, là gấp mấy lần với bạn khác. Mấy bạn khác cũng vừa hát vừa nhảy đúng không? Nhưng mà mình vừa múa vừa hát nè. Và cái điệu múa của mình nó có cả 2 cái nón lá nữa. Và mình có một cái micro nữa. Nhưng mà cái cách con xử lý rất là bình tĩnh. Con xứng đáng được đi tiếp và con sẽ tỏa sáng. Cảm ơn các thầy cô. Rồi, nắm tay nhau mình về với đội của mình đúng không? Nắm tay nhau mình về với lớp học của mình. Xuống, 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 nhẹ nhàng thôi, đó. Rồi, chạy về dưới luôn. Quá à.
Không. Sao vậy? Sinh nhật của công chúa gì mà buồn hiu à. Không có ông bà nội, không có gia đình bác hai, và không có mẹ nữa, sao vui? Có mà, tại vì cha không có tưởng tượng thôi. Bây giờ cha nhắm mắt lại đi, vậy cha thấy liền à. Nhắm mắt là thấy liền hả? Không có hí nha. Đó, cha thấy chưa? Ông nội nè, bà nội nè, gia đình bác hai nè, anh hai nè, mẹ nữa. À, thấy rồi, thấy. Thì là cha vui rồi đúng không? Cũng không có vui. Sao vậy? Tự nhiên sinh nhật công chúa mà bắt cha làm chú cụi. Vậy cha muốn làm cái gì? Làm hằng nha. Ý, đâu có được. Cha là đàn ông, làm sao mà làm hằng nga được? Chứ sao công chúa làm hằng nga được? Tại vì công chúa đẹp, với lại công chúa là con gái nữa. Ăn gian nghỉ chơi. Thôi, sao hôm nay sao cha buồn quá vậy? Không chơi cái đó nữa đâu. Vậy mình không chơi cái này thì mình chơi cái khác nha. Chơi gì vậy? Mình chơi làm phụ dương công chúa nha. Thích làm phụ dương á. Là làm phụ dương là làm cha gì? Được quyền ký đầu. Nhưng mà với một điều kiện, cha phải ăn hết tô cơm này. Thôi không ăn đâu. Ăn đi mà. Thôi không ăn. Ăn đi công chúa thương. Rồi cha hãy miệng ra đi. Ngán quá à. Hai phụ dương, để cho cơm xuống đây chút xíu mình ăn nha. Hay có nè, nằm đi. Im lắm đó nha. Coi vậy mà phụ dương dễ ngủ thiệt. Làm bộ á. Thôi ngủ thiệt đi. Nhưng mà lấy cái gói này ra đi, lấy gói kia đi. Chứ vậy là đau cái gói công chúa đó. Trời ơi, cái gì vậy? Hưng hưng! Dạ. Cha con đang ngủ. Quên. Sao? Cái này. Trời ơi, thì sao bán trâu lòng cả buổi không thấy bay đi ngang qua bán vé số. Cái sao lo quá, sao quà đi, sao còn... Thì đứa coi con ơi, bây giờ là 3 giờ mấy chiều rồi mà cầm một cọc vé số, sao không đi bán đi? Nãy con định trả vé số mà con thấy cha con sốt cao quá, con không biết làm sao hết. Trời ơi, cái mặt quá kìa. Thôi bây giờ bán kịp gì nữa, đi ra trả đại lý đi con. Sao đây, sao cành ổng giùm cho nghe. Dạ con cảm ơn Sao. Đi lẹ đi. Ê, quên hưng. Dạ. Ơi, sao quên hỏi con nữa. Bay kêu gì sao cũng nghe, bay biểu gì sao cũng làm trơn. Tự nhiên kêu dắt về cả đống rơm. Sao tưởng là hôm nay là bay là đem về để trang trí Noel. Trời ơi, tao dắt về cả đống ai nhà, bay làm cái gì vậy con? Sao thông cảm đi, gia đình neo đơn mà. Để dạy cho cha con thấy ấm cúng. Trời ơi, ấm không con? Ấm. Thôi con đi trả nha. Ừ, đi trả đại lý đi. Ê. Con ngủ thiệt chưa vậy? Dạ thiệt, hồi nãy còn ngáy nữa mà. Trời ơi, hôm bữa hổm cũng bay này nhớ không? Bay nói ông ngủ rồi, sao qua sao canh nhà giùm. Trời ơi, tao đang quét nhà vậy nè. Cái ông ngộn bực vậy. Quay qua, ông nhìn thẳng vô mặt Sao. Ông giật tay Sao. Ông mở miệng, ông nói: Công chúa. Trời ơi, sao biết hay vậy? Thì ngày nào á, việc đầu tiên cha con thức dậy cũng đi tìm công chúa hết. Cha con thương công chúa lắm. Sáu. Hả? Sao con... cầm những con cọc vé số này Sao? Cầm đi. Cầm nè. Rồi mỗi ngày con qua nhà Sáu còn ăn cháo lòng chứ. Ủa sao vậy? Thì nãy giờ con định trả vé số mà Sáu đâu có cho con đi trả đâu. Thì giờ Sáu ôm giùm con chứ sao? Trời ơi, linh quá, lý sự quá. Thôi đi trả lại đi lẹ đi bà ơi, trễ giờ. Đi lấy lên. Dạ. Ê chết, trời sắp chuyển mưa rồi đó con, đem theo có mưa. Cháy nhà bà con ơi, gia đình tôi vợ con tôi còn ở trên gió đó. Cứu đi. Mình ơi em nè, mình ơi nè. Mình ơi, đỡ lấy con mình ơi. Mình nhẹ ơi, con chưa.
đừng sợ con, đừng sợ. Công chúa với cha này cha. Công chúa được cứu sống rồi, không sao đâu. Minh. Hả? Đây đây. Ở đây nè. Sao mình gan quá vậy? Dám nhào vô lửa cứu con, rồi rủi mình có phỏng, rồi mình có cái gì thì sao? Hả? Là gia đình mình không ai bị sao hết trơn là vui rồi. Cha, cha tỉnh lại đi cha. Đây là gì sao? Không phải mẹ đâu cha. Mẹ mất lâu rồi. Cha nhớ không? Cha còn nói với con á, ngày đó là ngày sinh nhật của con. Cha đi mua bánh kem, nhà mình bị cháy, mọi người đều kẹt trong đám cháy. Vì mẹ thương con mà mẹ đã mất rồi. Ủa, thì đúng rồi, cha đi mua bánh kem về là phải có ông bà nội nè, gia đình bác hai nè, rồi có mẹ nữa. Rồi đâu hết rồi hả? Mọi người ở đây nè cha, đây là ông nội, còn đây là bà nội, còn đây là gia đình bác hai, còn đây là anh hai, còn đây là mình. Cha ơi, ngày hôm qua con có mơ mẹ về. Mẹ nói con á là không có được khóc, con phải cười để nuôi cho cha nữa. Mẹ ơi, con thương cha lắm, mà cha cứ dậy hoài à. Con không biết làm sao hết. Mẹ nói gì với cha đi mẹ. Em đi 3 năm rồi mà lòng em còn lo lắm. Mình cứ ngây ngây dại dại vậy hoài thì cuộc đời của con mình sẽ ra sao đây? Mình tỉnh lại mình lo cho con nha mình. Hãy ráng vì con, vì con mà tỉnh lại nha mình. Mình ơi! Cha đang ở đâu đây? Chị Sáu. Chị Sáu bán cháu lòng nè. Trời ơi anh Năm ơi, anh tỉnh lại anh Năm. Trời ơi. Chỉ trong một đêm mà gia đình tôi đã bỏ tôi đi xa hết rồi. Cha làm con khổ nhiều lắm phải không con? Ba năm mà anh đổ bệnh, con nhỏ nó nghỉ học đi bán vé số nuôi anh đó anh Năm. Đứt ruột lắm. Cha xin lỗi con, cha làm khổ con nhiều quá. Con thương cha lắm, chỉ cần cha tỉnh lại chuyện gì con cũng chịu được hết. Cha phải tỉnh, cha phải tỉnh, cha hứa cha tỉnh hơn rồi, cha tỉnh. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Cha con tỉnh rồi cô chú. Cô chú ơi, cha con tỉnh rồi. Mọi người ơi, cha con tỉnh rồi. Các bạn ơi, hôm nay Hân vui lắm. Hôm nay cha Hân tỉnh rồi. Cảm ơn các bạn suốt thời gian qua để chăm sóc cho cha Hân. Tạm biệt các bạn. Trời ơi, được rồi, đến sáng tôi dẹp hết cho, không có để cái này trong nhà nữa. Xin trân trọng và một tràng hô tay cho tiết mục của Gia Hân ngày hôm nay. Và một tràng hô tay lớn hơn nữa cho sự hỗ trợ của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc cùng với nghệ sĩ Trang Tuyền và vũ đoàn Phương Việt. Xin được cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều.
Không biết là cái cảm giác của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc khi được quay trở lại với Thử Tài Siêu Nhí và hỗ trợ cho bé Gia Hân ngày hôm nay thì cảm giác của anh như thế nào ạ? Thử Tài Siêu Nhí là một cái nơi đã cho tôi tinh thần trách nhiệm đối với nghề, đối với các thế hệ nối tiếp sau này. Tôi đã xem Thử Tài Siêu Nhí mùa 3 và tôi thấy bé có những cái điều làm cho chính bản thân tôi cảm thấy là tôi thán phục bởi những bạn trẻ mà yêu nghề và bạn đến với cái con đường nghệ thuật bằng cả cái sự hồn nhiên trong sáng, và bên cạnh đó là một cô bé thật là thông minh làm cho tôi cảm thấy rất là xúc động. Xin được cảm ơn nghệ sĩ Hữu Quốc rất là nhiều. Còn Trang Tuyền thì sao? Hình như là cũng đồng hành với Gia Hân rồi đúng không? Thực sự là mỗi lần nhìn Gia Hân thì giống như là mình hồi xưa vậy. Cái nghệ thuật nó nằm ở trong á. Nhưng mà em thì không có được cơ hội là từ hồi nhỏ, cho nên là nhìn thấy Gia Hân là thấy vui. Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các nghệ sĩ. Một tràng hỗ tay cho nghệ sĩ Hữu Quốc và Trang Tuyền. Bây giờ mình lắng nghe ý kiến của ban giám khảo nha. Dạ. Xin mời anh Đại Nghĩa trước ạ. Hôm nay con quá may mắn khi cái vòng thi quan trọng này con lại được sự hỗ trợ từ một bậc thầy có thể nói là rất là giỏi trong cái việc dẫn dắt cảm xúc của người xem, đó là nghệ sĩ Hữu Quốc. Còn bé Gia Hân, một cô bé còn nhỏ như vậy mà con sống với nhân vật của con, nó như là chính bản thân con vậy. Nó thật trong trẻo, nó nhẹ nhàng, nó không một chút gì gọi là lên cân hay là mình phải cố gắng để mình diễn cho ra cái sự dễ thương. Tất cả một cái nó xuất phát từ trái tim. Mà cái điều này nó rất là quan trọng với một người làm nghệ thuật. Nó chính là cảm xúc. Nếu như chúng ta thật sự không có cảm xúc với cái vai diễn của mình, với những điều mình đang làm trên sân khấu, thì chắc chắn là cái cảm xúc nó sẽ không bao giờ nó truyền tải được tới người xem. Dù cho trên sân khấu mình có gào, có thét, có khóc, có la cỡ nào đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi. Và con thì một cô bé còn quá nhỏ, mà con đã làm điều này như hơi thở của chính mình. Chú chúc mừng con điều đó. Cảm ơn con rất nhiều đã mang đến cho chú cũng như tất cả mọi người những cái cảm xúc nó đông đầy và nó ngọt ngào như thế trong cái câu chuyện vừa rồi. Cảm ơn chú Đại Nghĩa. Cảm ơn chú. Tiếp theo xin mời cô Việt Hương ạ. Khi mà chú Hữu Quốc vừa bước ra, cô rất lo. Chú có cái bản năng sân khấu riêng và chuyên trị những cái vai như thế này. Nhưng mà con hoàn toàn lướt luôn. Con cứ nhẹ nhàng đi tới đi tới. Cô chỉ sợ con làm nó dư hoặc nó thiếu thì nó sẽ không hay. Nhưng mà con làm vừa đều vừa đủ, giống như trong một cái vở kịch nó không có bị một cái miếng nào dư lố. Con là một đứa bé có khả năng bẩm sinh. Vào chương trình này con không bị các cô chú ép thành người diễn viên. Cứ thả lỏng từ đầu mùa tới bây giờ. Cô Việt Hương coi con hồi đầu không đậm lắm, càng ngày càng đậm, càng đậm, càng đậm. Và vào tới đây, ngày hôm nay kỹ thuật phải rất cao để vừa tầm với chú Hữu Quốc là không phải chuyện thường. Thì con làm cho cô Việt Hương rất là nhẹ nhàng để bước vào. Nói chung là tiết mục này không nói gì được nữa hết. Rất là xúc động, rất là nhẹ nhàng. Còn cô Đoan Trang thì sao ạ? Xin mời cô. Cũng như là tất cả quý vị khán giả của Thử Tài Siêu Nhí biết là nghệ sĩ Hữu Quốc rất là quen thuộc với chương trình này. Nhất là trong mùa 1 là với vai trò một ông năm mà để cho bao nhiêu khán giả nhớ tới. Với con ngày hôm nay, kịch bản rất là gãy gọn, rất là tốt. Và cô cảm thấy con rất là thông minh. Con chưa bao giờ rớt nhịp trong tất cả các vai diễn của con. Trong chương trình này con giữ phong độ rất ổn định. Và ngay cả khi mà con nói bị lấp, cái chỗ mà đưa cái vé số đi ra trả về đó, con nói lấp nhưng con vẫn rất bình tĩnh để mà con điều chỉnh nó một cách vô cùng là chân thật. Cho nên cô cảm thấy bé Hân là một trong những nhân tố cực kỳ hiếm hoi của không chỉ Thử Tài Siêu Nhí mà cho làng kịch của Việt Nam. Xin chúc mừng con. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều. Hồi nãy trong vở kịch của con có một cái chi tiết là hôm nay là sinh nhật của con đó. Ba con đi mua bánh sinh nhật cho con đó. Thì hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của thầy Quốc Đại của con. Hãy tới ôm thầy và hôn thầy một cái nào. Rất là áp lực bởi vì tập ca cho con là một cả một cái quá trình rất là gay go. Và hôm nay là thầy cảm thấy là tự hào về con. Ở cái vòng này thì thầy đã nghĩ là mọi người sẽ làm rất là hoành tráng và dữ dội, nên thầy đại sợ và cũng làm cho con một cái chiều sâu nhiều. Không may cho con là hôm nay là cái ngày thi rất là nhiều của con ở học kỳ, và sáng con đã đi thi, rồi chiều con đi thi, hôm nay là con phải thi tới 3 môn. Và con vừa tới đây lúc khi mà tiết mục thứ 4 thì con mới tới đây được.
và con chuẩn bị thầy rất là lo, bởi vì sợ là cái tâm lý con không có đủ. Nhưng mà thầy cảm ơn con rất nhiều. Coi như ngày hôm nay đây là một món quà dành tặng cho thầy Quốc Đại ha. Và chúc cho thầy sẽ có thật nhiều sức khỏe, thật nhiều sự hạnh phúc và đặc biệt là niềm tin vào các con. Thôi vô trong, chờ kết quả của ban giám khảo con nha. Vỗ tay cho em vô. Và ngay bây giờ sẽ là thí sinh tiếp theo, xin mời. Xin chào các thầy cô và các vị khán giả. Con tên Nguyễn Thị Trúc Mai, năm nay con 10 tuổi. Con đến từ Phú Quốc, Kiên Giang. Và sau đây con xin trình bày ca khúc Cha Già. Đồng ruộng xanh nhớ nhung, bóng cha
cha về với mẹ thôi. Chúc mừng con gái đã có được sự lựa chọn đến từ lớp của cô Tố My và cô Huỳnh Mến. Và cảm ơn con rất là nhiều vì đã đem lại một cảm xúc rất là dạt dào cho tất cả quý vị khán giả. Con ơi, con hát giọng cổ được không? Con hát giọng cổ được không? Dạ được. Con hát thử một câu tặng thầy Đại đi. Chú có cảm nhận là giọng của con mà hát giọng cổ chắc hay lắm á. Con hát thử chú nghe được không? Con hát thử một câu đi. Thuở con nằm nôi con đã nghe lời ru đắng. Wow, nổi da gà rồi. Ôi lời ru đã giữ nuôi con khôn lớn nên người. Với câu hát đó thì lớp của thầy Quốc Đại và cô Phạm Lịch đã lựa chọn con luôn. Niềm vui nhân đôi. Nhưng mà trong cái niềm vui này thì không biết là tại sao Huỳnh Mến lại rơi nước mắt nha. Con hát cái bài hát này á rất là cảm xúc luôn. Cô cảm thấy mình rất là may mắn khi mà vẫn còn có cha mẹ ủng hộ mình. Nhưng mà cái bài hát này nó làm cho cô nhớ tới cái cảnh mà ba mẹ của cô khóc khi mà đưa ông bà. Cho nên là cô cảm thấy rất là đau lòng. Bài hát này qua giọng hát của con nó giống như là một cái lời nhắc dành cho bản thân cô. Cô cảm ơn vì điều đó. Cô cũng rất cảm ơn con vì con đã cho cô cũng như là tất cả quý vị khán giả thưởng thức một ca khúc rất là ý nghĩa về người cha. Cô rất là xúc động. Và cô nhận thấy ở giọng hát của con á, có một cái tố chất gọi là tiềm ẩn kinh khủng lắm. Khi mà con về đội của cô thì cô nghĩ rằng cô sẽ khai thác thêm những cái tiềm ẩn trong người con. Nãy giờ thầy cô nói cũng nhiều, nhưng mà trên đây thì bạn nhỏ cũng rất là xúc động. Thế không biết là cho chú hỏi là tại sao con lại khóc? Vì con... Mạnh mẽ lên con. Cho cô ôm con nghĩ cái gì con cứ nói cái đó. Không sao. Cảm ơn con. Màu áo xanh cũng hợp nữa nè. Ủa hả? Đúng rồi, áo xanh là phải về đội áo xanh nha. Bởi con vì con ở, cha con ở Phú Quốc á, nên là nhớ cha. Là sao? Ở Phú Quốc mà, con lên đây con thi. Chú thấy là con rất là xúc động khi con hát bài này đúng không? Vậy giờ nè, con có muốn nói gì với cha con không? Biết đâu được cha con đang coi trên sóng truyền hình á. Cha con nhớ cha nhiều lắm, con sẽ về sớm chơi với cha. Đúng là mang trong mình một cái tâm tư như thế mà hỏi sao hát không sụi tôi luôn trời ơi. Mạnh mẽ lên con ha. Mạnh mẽ lên nha. Cô Phạm Lịch chắc có điều muốn nói với con, nãy giờ cô chưa nói nè. Cô thì chỉ chia sẻ về cảm xúc của cô thôi. Đối với con, có thể là đến giờ phút này thì mình có thể mình chưa cảm nhận hết được về cuộc sống, hết tất cả mọi thứ. Nhưng mà cô nghĩ là mình vẫn nên vui vẻ và hạnh phúc khi mọi thứ mình vẫn còn đủ đầy. Tại vì bản thân cô á, là bố cô mất rồi, chứ cô không được như mọi người là được còn trọn vẹn được nhiều thứ. Nên là cô nghĩ là có thể là bố mình sẽ bận, người lớn họ sẽ phải đi làm việc, họ phải đi kiếm tiền. Và cái mọi thứ đó là lo là cho cuộc sống mình nó sẽ tốt hơn. Nên là cô nghĩ là đừng buồn và đừng khóc. Thay vì như thế, con đã làm được một tiết mục rất là tốt. Và đó chính là cái phần thưởng cho chính con và cho món quà vô giá cho chính gia đình mình luôn. Nên là cô hy vọng là con sẽ luôn cười và đừng khóc nữa ha. Đó là cảm nhận của cô. Còn cô đồng ý luôn là nếu con về đội của cô Tố My đó là một điều tuyệt vời. Nhưng mà nếu con về đội của cô thì đó là một điều hạnh phúc đối với chú Đại. Thật ra hai đội thì đội nào con cũng thích đó. Nhưng mà chỉ được chọn một đội thôi thì con xin chọn đội của... chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch. Khoan vui từ từ. Cho chú hỏi lý do vì sao mà con lại đưa ra quyết định này của mình là con sẽ về với đội của chú Quốc Đại và cô Phạm Lịch.
tại vì chú Quốc Đại vừa dâng ca vừa cải lương. Cô Tú Mì ơi, cô Tú Mì biết hát cải lương không? Cô hát cải lương được mà. Con sao trong lòng nhớ bầy tháng thơ, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Oh my god. Hay không con? Sâu đôi thương loan em cũng đoan trường, sao xa bầy cung thương cung quà điêu, em xa người đang lạc phím trùng dây. Vỗ tay. Cảm ơn cô Tommy. Con cảm ơn cô đi. Dạ con cảm ơn cô. Xin mời lớp học của mình. Rồi mình đi xuống nha. Đã có được một thành viên mới. Chúc mừng. Ngay bây giờ hãy cùng đến với các tài năng nhí tiếp theo nhé. Chào quý thầy cô và các khán giả, con tên Trần Phạm Mai Anh, năm nay con 10 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên. Hôm nay con hát bài Anh Bảy Nhớ Mẹ của nhạc sĩ, ca sĩ Đình Văn. Xin quý thầy cô và các khán giả cùng thưởng thức ạ. Chỉ có thằng bảy
ai bóng mẹ và con đâu, anh bấy ngồi nước mắt chưa trăng, lòng bồi hồi nhớ quê già chiếc, nhớ lời mẹ ru giờ đã xa đã xa rồi. Một tràng pháo tay cho Mai Anh. Con có nghe trong giọng hát của con thì có run không hề nhẹ. Bạn phối của con á, phải chi mà nâng lên một tông nữa cho nó sáng giọng con, thì sẽ những cái nốt thấp con sẽ không bị mờ. Và khi mà mình run á, mình xử lý nốt thấp rất là khó. Đã vậy bản phối còn thấp nữa thì lại là một cái điều không có tốt cho con. Tuy nhiên rằng trong lòng cô đã chấm con được 8 điểm rồi, bởi vì là cái ngân này, cái luyến của con rất là tốt. Vẫn còn một số hạn chế về cái âm vực thôi. Thử cái này thử nha, bây giờ cô My lên đó, cô My kiểu cho bé nó hát lại coi chị thấy coi nó có khác gì không nè. Bài một bài nào quen hơn? Dạ bài Giọng Cổ Buồn. Rồi, ok. Cô kiểu trước cho con nha. Đêm dài nghe tiếng giọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gõ nhịp sông loan ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về. Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Nức nở dần trăng non hai đứa vẫn hẹn hò. Cô mến ơi, cô hãy bấm nút xanh liền. Chúc mừng con ngày hôm nay, thật sự là chú thấy là con hơi hồi hộp, có hơi run một tí. Đó, có cô My ở đây rồi chắc chắn là con sẽ yên tâm hơn với những cái tiết mục về sau của con. Khi mà con hát bài này á, với tà áo dài màu này, rồi con có biết không, đằng sau sân khấu của con á, cái đèn led á chiếu lên cái, ôi sao mà nó đẹp dữ lắm con ơi. Thầy Đại thích một cái chỗ là con hát nè. Phải chỉ có thằng bay về. Ban đầu á, con ra này thì con bỏ nhỏ. Cô vẫn chưa có bị thuyết phục lắm. Tuy nhiên rằng đến cái câu mà phải chia có thành bảy, đúng rồi, lên được chữ có đó, cái đó mới quý đó, nó đã không phải ai cũng hát được cái chữ có đó, đúng không? Nghe thương dễ sợ thương ha. Đúng rồi, rất là nói chung là con có cái tình cảm ở trong đó, và ngày hôm nay con đã thuyết phục được một lớp học của mình rồi, và chúc cho con sẽ được rèn luyện nhiều hơn và con sẽ tự tin hơn ở tiết mục tiếp theo nha. Chúc mừng cho con về với đội của cô Huỳnh Mến và cô Tommy. Thank you.
mịt mờ trong khói lửa người bơm bò sống giữa căm hờn. Các anh đã dựng lại túp lều tránh trơn đổ nát điêu tàn, nghe vang giọng tiếng chài gõ nhịp anh mỉm cười rồi dội dã bước nhanh chén rượu cần em mang đến mời anh tiệc đơn sơ nhưng tình nghĩa đậm đà. Kể từ ngày anh đi chiến đấu miền xa tận đến nay đã bốn mùa lá đó, we'll be right back.
hạnh phúc dâu bờ. Mới hiểu lòng đau, dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Ai có đi xa nơi chốn nhau cánh rung mây tâm tia rồi nhớ nhung và viết trong lòng hương vị bốn nước lèo đã sang quê em bánh bia dùng thơm ngọt lòng trao. Điệu múa lâm tốn đêm chùa giới cai hỏi nói nhân ân tình của lữ khách phương xa. Con xin kính chào quý thầy cô cùng quý vị khán giả. Con tên Nguyễn Trung Hậu, năm nay con được 12 tuổi. Con đến từ An Giang, hôm nay con xin trình bày ca khúc An Giang quê em. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Mùa thu sông nước trôi mơ màng
từng bước chân qua lòng ta tiếc nhớ, nhớ núi nhớ sông nhớ cánh đồng qua đời, nên dù cách chớ phương trời tôi vẫn về tâm mơ. Một tràng hoa tươi cho Trung Hậu. Xin mời ý kiến của các thầy cô. Cô Tú My trước nha. Cô rất là thích cái màu giọng của con, rất là vang, rất là sáng. Và con hát ca cổ, đặc biệt là xử lý rất là tinh tế. Một cái nữa là cô yêu cái mộc mạc trong con người của con. Con bước ra, con mặc bộ đồ áo sơ mi, quần tây thôi, nhưng mà cô thương vì cái điều đó, cô rất là quý. Về đội của cô đi, cô sẽ có những cái bản phối phù hợp với con. Phù hợp với con. Và cô còn có phòng thu âm nữa. Con hãy về đội của cô sẽ thu âm những ca khúc mà con yêu thích con nha. Rồi, lời dụ dỗ của lớp học bên này đã hết. Bây giờ con lắng nghe lời dụ dỗ của lớp học bên này, xin mời. Nói gì lời dụ dỗ thế ghê quá à. Nói vậy để cho người ta biết dụ thiệt mà. Lời thuyết phục à, thuyết anh Đại à. Hiền lắm. Không, thật sự thì thầy Đại rất là thích cái sự mộc mạc của con khi mà con trình bày cái bài vọng cổ này, hát một cách rất là tự nhiên. Và thầy Đại chỉ tiếc cho con là cái bài vọng cổ thì cái phần quan trọng nhất là vô vọng cổ, thì cái phần đó con lại bị điểm trừ, con không có nghe kỹ cái dây để mà con hát cho 9 giây, nên con hát bị trên dây một xíu. Nhưng mà sau cái phần con xuống vọng cổ xong là từ cái đoạn sau là con hát rất tốt luôn. Thành ra con phải chú ý thêm, con chỉ cần khắc phục cái gọi là bản lĩnh sân khấu của mình. Sắc son dưới sân khấu muôn màu,
dù đời thôn già hay chốn phồn hoa dân đắm say bao thế hệ qua từng câu ca sân khấu cài lương cũng không thể lung lay được niềm đam mê bất tận cả một kho tàng mà chúng tôi xin gìn giữ để đến mai sau cài lương mãi lưu truyền dù cho giật đồi sao dời lòng ta son sắc vẹn tình thủy Hôm nay lễ hội lớn của làng mình, con có muốn ước điều gì không? Dạ, may mắn luôn ước là mẹ may mắn sẽ sáng mắt, thấy được đất trời, thấy dân làng và hơn hết là thấy được bé may mắn. Ủa, mọi người bị sao vậy? Không có sao, không có sao đâu bé may mắn à. Tất cả mọi người trong làng của mình á, ai cũng mong kỳ tích sẽ xuất hiện với mẹ của con, đúng không mọi người? À, đúng rồi đó. Và mẹ của con á sẽ gặp nhiều may mắn, tại vì con tên là bé may mắn mà. bé may mắn, ta đã tìm được nhà ngươi rồi. mọi người ơi. Hả? Ông ơi, mọi người hả sao? Thật yêu. What?
rồi. Thành yêu kia, bao năm nay người đã phá rối dân làng ở đảo Jeju này. Mỗi năm biết bao nhiêu người phải thiệt mạng, sao người cứ đeo bám mãi? Tại vì tao phải chờ đợi bé may mắn lớn khôn để ăn thịt nhà ngươi. Ta sẽ có một sức mạnh, sẽ trở thành con quỷ đáng sợ nhất ở khu rừng này. Nhưng tại sao lại là bé may mắn? Tại vì nó là con của đất, của trời. Ăn thịt được nó, ta sẽ có sức mạnh nhà cưng. Tôi nhớ rồi mọi người ơi. Từ lúc mà mẹ bé may mắn sinh bé ra là trời đất gần như đảo lộn, có rất là nhiều hiện tượng lạ xảy ra. Và khi bé may mắn lớn lên lại có sức mạnh phi thường. Đúng rồi. Ông ơi, mọi người ơi, mọi người có sao không? Nè, ông muốn gì hả ta? Nếu người muốn đặt tha cho đám dân làng này thì bây giờ ngươi phải đi theo ta. Nếu ta không theo ngươi thì sao? Nếu ngươi không theo ta thì mẹ ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trên khỏi đời này. Ngươi hãy nhìn xem đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ ơi. Dạ cơ. Được, ta thử sức mạnh bé may mắn. Yeah. Bé may mắn, cẩn thận nha. Cẩn thận con ơi. Cẩn thận nha. Thú vị, ta sẽ cho những người gặp mẹ và ngươi lần sau cuối. Nhưng không phải dễ như vậy đâu. Ta sẽ lại tất trời đảo lộn để xem nhà ngươi tìm mẹ như ngươi bằng cách nào. Xem phép thuật ta đây. Cho phép linh mà dẫn lối con qua đêm dài.
đời nhiều gian nan. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ có nghe con gọi không mẹ? Nơi đại dương sâu thẳm có một nàng tiên cá là công chúa của thủy cung. Nàng có một sắc đẹp tuyệt trần, một mái tóc đỏ như đóa hoa hồng nhung, một làn da trắng như gốm sứ, một cặp mắt xanh như màu đại dương. Vào mỗi đêm trăng tròn tháng 8, khi ánh trăng lung linh huyền ảo soi rọi xuống đáy biển sâu, nàng tiên cá sẽ cởi bỏ chiếc đuôi cá của mình và thay vào đó là một đôi chân tuyệt đẹp để cùng nghêu sò ốc hên tôm cua cá mực vui lễ hội trăng rằm. Công chúa hãy nhìn đi, nhìn kỹ đi, trăng đã lên quá cao rồi. Nếu như nàng không chịu mọc ra đôi chân, một lát nữa đây, khi mặt trăng khuất dạng thì nàng sẽ không còn đôi chân để mà nhảy múa đâu. Đúng không mọi người? Đúng rồi. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Ta quên. Nào, mấy chị em ơi. Hôm nay tôi sẽ vượt hết muôn vàn và bao
Và ca khúc vừa rồi cũng đã khép lại chương trình lễ hội trăng rằm năm nay. Xin hẹn quý vị khán giả vào trung thu năm sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hả? Ta vẫn còn đôi chân đẹp mà. Ta vẫn muốn nhảy hết nữa. Ta không muốn đi vào ngủ đâu. Không có được. Đã tới giờ rồi. Công chúa phải vào trong uống sữa rồi đi ngủ. Con nít là không có được thức khuya. Hiểu không? Đi vô. Ông đâu chịu đâu mà. Khoan đã. Ủa? Ai vậy ta? Là ta đây. Rồi nên không ở nhà dự sinh nhật với mình được. Ủa gì kỳ vậy? Sinh nhật bạn mà bạn thôi. Các bạn ăn đi này. Ăn đi này.
sao? Vậy bố của bạn đâu Khang? Ừ thì bố mình... Thôi câu hỏi này khó quá, bỏ qua đi, xôi qua đi. Bỏ gì, không có bố gì cả. Nhìn gì, bố mình nói là không có bố. Bố mình nói là nghe không có bố. Bố. Bố à, mình không có bố. Khang ơi. À, mẹ về. Khang ơi, mẹ về rồi nè con. Con trai của mẹ. Nhớ con quá hả? Sao con có nhớ mẹ không nè? Dạ nhớ. Dì Vú đâu rồi con? Dạ dì Vú trong nhà. Dì Vú trong nhà hả? Dạ. Có nhớ mẹ nhiều không? Dạ nhớ mẹ nhiều. Nhớ gì sao nè? Dạ. Con chị cưng của mẹ. Lại đây, lại đây. Mẹ hỏi coi mấy bữa nay á, con đi học rồi thầy Gia Bảo dạy con cái gì nè? Dạ thầy Gia Bảo dạy con nhiều điều vui lắm. Ủa? Con, hôm nay là ngày gì mà bánh sinh nhật rồi... Quà nhiều quá vậy con? Mẹ không nhớ sao, hôm nay là ngày sinh nhật của con. Mẹ ơi, hôm nay mẹ ở nhà chơi với con nha mẹ. Mẹ hứa nha mẹ. À, Khang nè, mẹ xin lỗi con. Mẹ quên mất ngày sinh nhật của con. Bây giờ mẹ thay đồ, rồi mẹ nấu thật nhiều món ngon cho con ăn. Con chịu không? Nha. Yeah, hôm nay mẹ ở nhà chơi với mình rồi. Để lần chút đầu con. Tiên mẹ ở nhà dự sinh nhật với mình. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Vui quá. Alo. Dạ em nghe. Hả? Trời ơi, hôm nay lịch diễn hả? Trời ơi em quên mất tiêu. Em xin lỗi, em xin lỗi. Anh nói mọi người đợi em đi, em chạy tới liền. Dạ dạ dạ. Dạ em xin lỗi mọi người nha. Dạ dạ dạ. Ơ sao kỳ vậy gấu? Sao hôm nay mẹ hứa mẹ ở nhà chơi với mình mà gấu không biết hả? Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Chết hết rồi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, lịch mà mình quên mất tiêu rồi sao bây giờ? Trời ơi, chết rồi. Mẹ. Hả? Con à? Khang à? Mẹ lại đi nữa hả? Mẹ có lịch diễn. Bây giờ mẹ phải đi liền. Mẹ xin lỗi con nha. Tối mẹ về, mẹ nấu thật nhiều món ăn cho con. Mẹ nhiều quà cho con nha Khang. Mẹ lại không giữ lời hứa gì nữa hết rồi. Mẹ có biết hôm nay là sinh nhật của con không? Con chưa bao giờ được mẹ dẫn đi chơi. Nhưng cứ bạn của con, nhưng ngày sinh nhật, nhưng bố mẹ dẫn đi chơi. Vui lắm mẹ. Còn con thì sao chứ? Mẹ có biết hôm nay các bạn hỏi con chuyện gì không? Các bạn hỏi con là bố bạn đâu hỏi Khang? Vậy thì bố con đâu hỏi mẹ? Mẹ cũng không nhớ. Mẹ xin lỗi con Khang ơi. Khang à, mẹ xin lỗi con. Con đừng giận mẹ nghe. Mẹ yêu con lắm Khang à. Alo. Dạ. Dạ em xin lỗi anh. Hôm nay là ngày sinh nhật của con em. Em không thể bỏ con em được. Bố của con em mất sớm. Nó rất cần tình thương của em. Em xin lỗi, em xin lỗi anh, em xin lỗi. Khang ơi, mẹ hứa với con từ nay mẹ sẽ bớt công việc, mẹ sẽ chăm sóc cho con nhiều hơn. Con tha thứ cho mẹ nghe Khang. Mẹ yêu con. Con yêu mẹ.
nào cũng cần tình thương của bố và mẹ. Con trai của mẹ. Tôi thưởng thức tiết mục món quà sinh nhật của bé. Khóc nhưng mà lúc đầu là chắc thầy cho bảo vui, nhưng mà lúc con cũng không biết. Ý con nói là thầy cho bảo là cũng hòa chung cảm xúc với con luôn, lúc con vui thì thầy vui, lúc con khóc thì thầy cũng buồn theo, đúng không? Có phải giọng thầy Gia Bảo? Trước tới giờ đó thì tất cả mọi người đều biết đến bé An Khang giống như là một cái kho tàng của YouTube. Có nghĩa là bé An Khang chỉ biết xem lại của một người khác và diễn theo cái công thức đó, chứ không có biết tự mình biểu diễn một cái nhân vật. Thì cái số vừa rồi thì bé An Khang lại lần đầu tiên đến với thử tài siêu nhí, cho mọi người thấy được cái khả năng của mình là khả năng ca hát, và bé đã ca rất là tốt. Rồi qua cái số này thì bản thân em muốn cho bé An Khang diễn bi, và đó là một cái mà chưa bao giờ bé An Khang diễn được. Và trong cái tiết mục này thật sự rất là khó tập cho bé, tại vì lần nào bé tập bé cũng rất xúc động, tại vì bé An Khang không có bố. Thật sự 8 tháng tuổi không biết bố là ai hết, cho nên khi mà nó tập cái tiết mục này lúc nào nó cũng khóc, và tất cả mọi người cũng có mặt ở đó cũng rất là xúc động. Thì đó là cái mà Gia Bảo muốn chia sẻ với mọi người. Đây là một cái câu chuyện nó xuất phát từ câu chuyện thật của bé An Khang. Cảm ơn Gia Bảo. Con cảm ơn chú Gia Bảo. Thôi bây giờ con muốn qua giám khảo nhận xét ạ. Rồi mình sẽ nghe giám khảo nhận xét nha. Mời cô Thanh Hằng. Lúc đầu thì con cũng làm cái vẻ giống như là cũng cười, cũng giống như là những cái lần trước con đã thi rồi. Nhưng mà cái cảm xúc nhất là bằng trái tim, bằng cái thật lòng, mà cái một cái hồn nhiên của đứa con nít nó thoát ra từ lúc mà con không có bố đó. Vậy sao mẹ không ở nhà với con sinh nhật con mà mẹ không ở nhà với con? Tại cái đó là con nói bằng tự trong mặt cái trái tim của con nói ra, cho nên nó làm cho cô cũng phải khóc theo con luôn vậy đó. Mà hình như là cả khán phòng này chắc cũng có người khóc đó, phải không quý vị? Có phải không quý vị? Chắc là cô buồn lắm phải không cô Thanh Hằng? Hả? Lúc đầu là con chỉ là cô buồn lắm, cô khóc, cô xúc động, cô khóc xong rồi cô vui phải không? Đúng, cô cười. Nó mình là người diễn viên trên sân khấu thì khóc cười, cười khóc. Người ơi, mong đem tiếng hát lời ca cho đời. Nó là vậy đó. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Con cảm ơn cô Thanh Hằng. Hôm nay con có thay đổi, tức là con có cái sự tiến bộ trong cái cách diễn của mình. Con không phải rập khuôn một ai cả. Và đối riêng với Khang thì con chuyển đổi tâm lý giỏi nhưng hơi nhanh. Mà cái trong cái nhanh của con á, con còn kéo lại được là cái lúc mà con vừa ngồi xuống con ôm con gấu, con vừa lấy cảm xúc là con khóc, con nghe tiếng bấm chuông, ô mẹ về, là con chùi nước mắt liền. Nếu lúc đó con không khóc thật, con chỉ diễn thôi, nhưng cái hành động chùi nước mắt của con, cái tích tắc như vậy thôi, là khán giả nhìn vào thì cũng cảm thấy là con đang có cảm xúc. Con cảm ơn chị Hoài Linh. Cảm ơn các vị giám khảo. Con ơi con, bây giờ con chơi và khán giả bình chọn cho mình đi. Bây giờ con mời chú Hoài Linh bình chọn cho con trước. nhưng mà chú Hoài Linh phải nói thật là bình chọn con nha. Đúng rồi, chú lấy điện thoại ra bình chọn cho con cái gì phải không? Quý vị hãy bình chọn cho An Khang với mã số là 13. Soạn tin nhắn SN khoảng cách 13 gửi tổng đài 6540. Rồi chúc mừng con nha. Rồi mời con vào trong. Mẹ ráng ăn tô cháo này đi, cho mẹ hết bệnh, hay là để con đút mẹ ăn nha mẹ. Mẹ ăn không nổi đâu con. Mẹ ơi, mẹ lớn lên con cũng muốn trở thành một nghệ sĩ như mẹ, đem lời ca tiếng hát đến cho mọi người. À mẹ ơi, mẹ hát cho con nghe cái bài gì mà khắp nơi mẹ hay hát đó, con cũng thuộc nè mẹ. Bài gì hả con? Dạ bài Tầm Dương Tơ. Tầm Dương Tơ. Khang à, con muốn làm một người nghệ sĩ thì con phải sống hết mình với sân khấu để được mọi người yêu mến. Con có nghe lời mẹ dạy không? Dạ, con xin nghe lời mẹ dạy.
Vậy con hát chung với mẹ nha. Dạ. Vậy hai mẹ con mình cùng hát chung nha mẹ. Đêm đêm dưới ánh đèn màu xin đi rực rỡ dài tuồng qua thân Ladies and gentlemen, sau đây là live show mini của ca sĩ An Khang. Các bạn ơi, vỗ tay lên nào. Yeah.
rực rỡ dài tuồng qua thân. Khóc cười cười khóc người ơi, mong đêm tiếng hát lời ca cho người. Dương mang lấy ký cầm ca thăng trầm bay đôi, nhưng lòng chẳng nao. Đúng là live show của con luôn đó nghe. Một mình con hát luôn, hình như 5 bài tất cả phải không? Dạ yeah. 5 bài luôn, nhạc trẻ có nè ha, xong nhạc Hàn Quốc có nè, rồi nhạc trữ tình có nè, rồi sau đó hát nhạc Trịnh Công Sơn nữa. Trời ơi quá giỏi luôn á. Bây giờ mình nghe các cô chú giám khảo góp ý nha. Xin mời cô Thanh Hằng trước đi ạ. Hôm nay con đã làm tròn được cái tiết mục live show của con. Cô cũng xin chúc mừng cho con. Con đã hoàn thành được cái tiết mục của mình rất là tốt đẹp. Mà khi con ca xong rồi con diễn, rồi con có cảm xúc ở trong đó. Rồi cái câu chót mà của cái bài Tầm Dương Tơ này, nó làm cho tôi phải nói thật sự là nó nhói tim. Xin tri ân tấm lòng mồ điều nguyện suốt đời. Cô Thanh Hằng ơi, mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Đó, thay lời cô hát luôn rồi đó cô Hằng. Đó, đó. Cảm ơn con. Chưa gì hết là đã lưu truyền cho thế hệ mai sau rồi đó. Dạ. Cảm ơn con rất là nhiều. Chúc mừng tiết mục của con. Cái diễn xuất của con đó thì cô thấy nè, càng về vào trong á, con càng chứng minh cho tất cả mọi người thấy á, là con, cái khả năng của con không chỉ dừng lại ở đó, mà con còn có thể đóng những cái vai bi, con có thể hát được nhiều thể loại nữa. Và cái giọng hát của con thực sự là cô thấy cũng rất là tốt. Nếu mà chọn đúng những cái bài á, mà lên cái âm vực đúng của con á, con lên với cái nốt cao rất là đẹp. Tuy nhiên vì phải dàn dựng cái live show nó cũng hơi tham, cho nên nhiều tiết mục quá nó làm cho con phải tới cái gì kế tiếp, rồi phải thay đồ này kia. Thì không sao, tại vì con còn quá nhỏ để mà con phải bao trùm tất cả mọi thứ trong một cái tiết mục của mình. Chứ thật ra cô đánh giá rất là cao về con đó. Đúng, ngày hôm nay là một cái ngày mà con làm hết tất cả những cái gì mà khả năng con có. Thì bây giờ chú cũng không biết nói gì thôi, chỉ khen con là con rất là giỏi, con phải cố gắng. Nhưng khi phát huy là phải phát huy chủ đạo cái thế mạnh của mình, là cái sở trường nhiều hơn một chút xíu. Ngày hôm nay thì chú chưa thấy cái đó nhiều, nhưng mà cũng đây cũng là cái thử tài siêu nhí, coi cái thử những cái tài của con còn những cái gì nữa hay không. Thì ngày hôm nay là đúng với cái tiêu chí của chúng ta. Và chúc mừng con. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Từ cái đoạn đầu con gặp mẹ con, rồi con diễn xuất khi mà vô cái đoạn ca nhạc, rồi nói chung là ba cái mảng khác nhau, con có thể chuyển đổi cảm xúc rất là nhanh. Đó là ưu điểm để thể hiện được nhiều khả năng của con. Nhưng mà kịch bản cần phải nuột nà, uyển chuyển, và có thể hạn chế bài nào con hát tối ưu nhất là dừng lại, và không nên thêm những cái bài mà con hát tiếng Hàn, tiếng Anh gì mà nghe cũng không rõ là tiếng gì, để có thể đạt tối ưu nhất về năng khiếu của bé. Mà hôm nay con đã làm vượt qua lứa tuổi của mình,
tất cả các thể loại con gom vô hết. Chúc mừng con. Cảm ơn tất cả các vị giám khảo. Và quý vị khán giả hãy bình chọn cho bé bằng cách soạn tin nhắn SN khoảng cách mã số là 13 gửi về tổng đài 6540. Chúc mừng con nha. Con chào chú Đại Nghĩa, con đi vô trong. À, đi vô thay đồ đi con. Xin tiếp theo là một cậu bé không có phải là hát, không có múa, không có đàn, không làm gì trơn trọi, lên diễn hề trước mặt anh Hoài Linh coi chơi vậy đó. Đi vô cho coi mặt cậu đó được không? Từ từ coi liền. À, dễ thương ghê không? À. Rồi giờ bữa nay con diễn hài đúng không? Có tin là con làm cho tất cả các cô chú đây cười được không? Dạ được. Rồi bây giờ mình làm thử nha. Mời con bắt đầu. Rồi. Dạ vâng, lời đầu tiên cho em xin gửi một lời chào lũ hụ từ các cụ lần nát, từ các bác lô nhô, từ các cô lũ hụ, từ các chú ghen thị, từ các chị lanh chanh, từ các anh. Và cho em xin gửi một lời chào nhanh tới tất cả các bạn. Em là một thầy giáo dạy tiếng Anh, nên hôm nay em sẽ vô tiết học của mình. Rồi, bây giờ có lớp đọc theo thầy. Và Rewin Classroom. One, come in. Quang Linh. Two, me ready to work. Three, tie you me and to talk. Dạ. Hôm nay thầy sẽ thông báo một thông báo cực kỳ quan trọng. Tập trung thật kỹ, hít thật sâu. Thầy không nói lại lần thứ hai đâu. À, cái gì vậy Nhi? Dạ em xin lỗi thầy. Tại vì em hít một hơi thật sâu, em thở ra thật mạnh cho nên thôi đi, mới sáng sớm được kiếm chuyện à. Tập trung nghe thông báo nè. Ha, bẻ răng nha. Tập trung. Thông báo như sau. Các em, ngày mai là Halloween đó. Chúng ta sẽ hóa trang đi học, các em thấy sao? Yeah! Rồi, ngày mai Halloween ai đi học không hóa trang? Giết hả thầy? Không, bị điểm trừ, em bị điểm trừ. Thôi thầy mệt quá. Thầy nghỉ đây. Bye các em nha. Và nhớ chấm điểm cao cho thầy nha. Bye bye. À, mời thầy đến đây. Trời ơi, một mình ổng có chút ép vậy thôi đó, có 5 tuổi đó mà ổng làm nguyên một cái lớp học. Ông bao trọn nguyên gói luôn. Con ơi, con tập tiết mục này bao nhiêu lâu? Con lên YouTube xong rồi con tự mở. Cứ xong con học thêm xong rồi chị xong rồi con tự con diễn. Hay quá. Thôi mời các cô chú giám khảo cho bé An Khang biết ý kiến ạ. Mời chú Hoài Linh. Cái phần nhớ của con á, nó rất là giỏi. Tuy nhiên khi con lên con diễn đó, con làm bị nhanh quá đó, con hiểu không? Không có cái phần nào của thầy giáo và không có cái phần nào của học trò. Thì cái này con có thể rút kinh nghiệm là để lần sau con làm như thế nào, để bao nhiêu cái nhân vật con đóng ở trong đó nó đều được thể hiện ra một cách rõ ràng hơn. Ôi, bây giờ như vậy, khi con đóng nhân vật khác á, để khán giả hiểu con phải có cái góc nhìn. Tức là, thí dụ ông thầy ông đứng đây, ông nhìn trò ở đây, thì người học sinh á, nhìn ông thầy ở góc nào thì con phải nhớ cho kỹ, để con nhìn con trả lời được. Ông thầy mới hỏi, thì ông thầy cao hơn, học trò thấp hơn, thì ông thầy phải hơi nhìn xuống, thì học trò phải hơi nhìn lên. Và phải đúng góc như thế thì khán giả sẽ hình dung và sẽ hiểu. Hồi nãy con không có thay đổi góc nhìn, con không có xác định được là trò là ở đâu mà thầy ở như thế nào. Và điều này thì dành cho diễn viên người lớn đã khó rồi, huống chi con bé tí tẹo tèo teo. Mời sự lựa chọn của giám khảo ạ. Chú Thanh Bạch, chú chọn hay không chọn? Chúc mừng con. Chúc mừng con. Mời cô Đoan Trang. Cô cười quá trời cười luôn. Đúng rồi. Lý do gì cô không chọn con hết. Còn cô Thanh Thằng cũng cười quá trời luôn kìa. Thế yêu quá à. Thương quá à. Chúc mừng con nha. Ba dấu màu xanh, còn chú Hoài Linh ạ. Mai mốt đọc tiếng Anh, đọc bằng tiếng Huế tôi nghe rồi, đọc bằng tiếng Quảng tôi chưa nghe, nhớ đọc bằng tiếng Quảng nghe. Quảng luôn đàng hoàng đó. Bốn sự lựa chọn dành cho bé An Khang. Con vui không? Dạ vui. Ừ thì vui phải cười chứ, cười coi.
Thôi đừng cười con, đừng cười. Nguyên hàng sao nó thương đi quá. Quý vị thân mến, tiếp theo sẽ là hình ảnh của hai vị nữ tướng của Việt Nam, Trương Trắc và Trương Nhi, sẽ được hóa thân với sự thiện của hai bạn nhỏ mang tên Minh Hằng và Ngọc Nhi, đến từ cặp đôi huấn luyện viên Hồ Vi Trung và Diệu Nhi. Xin mời. Sẵn sàng chờ trưng nữ chủ phất cờ khởi nghĩa lui. Dạ. Nhị em. Dạ. Truyền tướng trong lệnh. Tuân lệnh. Hỡi bao quân tướng sĩ. Dạ. Hỡi hồn thiên sông nơi, ta trung chắc lệnh truyền, tất cả tiến thẳng liên lao thành, đuổi quân thù ra bờ cõi đất Nam. Con lên. Thank you.
vị thân mến, đó chính là Minh Hằng và Ngọc Nhi. Xin được cảm ơn vũ đoàn Đam Mê cùng với Cascader Tuấn Voi. Cảm ơn tụi con đã mang lại một không khí rất là hào hùng trên sân khấu của Tuyệt Đỉnh Song Ca Nhí 2019. Một lần nữa, một tràng pháo tay cho hai con được không ạ? Xin mời chú Duy và cô Như ạ. Ủa anh dựng tiết mục chung kết hả anh? Trời, nhìn rất là chung kết luôn. Quá trời, hoành tráng quá. Nổi hết da gà, rất là hào hùng. Thật sự chú rất là nể cái tư duy và cái đầu của chú Trung và cô Nhi đã dựng cho tụi con như thế này. Khó để giải thích, khó để diễn tả cái tâm trạng, cái cảm xúc của chú bây giờ. Tại vì thật sự là đây là một cái bài hát đủ hào hùng và trong cái đêm ngày hôm nay. Các con thoải mái lắm. Và giống như là tụi mình đang được coi một cái đêm nhạc, gọi là một cái đêm nhạc để tôn vinh những cái điều đẹp, tốt đẹp ở trong văn hóa và lịch sử của nước nhà tụi mình. Như thế này khi mà các con bước ra sân khấu, và thật sự cô phải nói là hai đứa con hôm nay đẹp kinh khủng. Đúng không quý vị? Cái hào khí chị Như hả? Rất là đẹp. Tại vì cô không biết tại sao nhưng mà nhìn các con sáng và đẹp ơi là đẹp, và cô tin rằng các con là nhân vật. Và khi mà các con biểu diễn á, cô cảm thấy tự hào dân tộc á, đúng là nổi da gà thật sự. Và đây là một cái tiết mục rất đẹp mắt, mãn nhãn và nghe rất là đã. Cảm ơn cô Như, cảm ơn chú Duy. Còn đối với Hòa Minh Di, em không biết làm sao nhưng mà em rất là ít khi khóc khi mà xem những vở diễn tâm lý xúc động. Em rất là khó khóc luôn ý, không biết làm sao. Mặc dù là em vẫn cảm nhận được, tuy nhiên khi mà vừa nãy lúc mà phân đoạn mà các con chiến đấu ý, thật sự là em xúc động vô cùng. Lúc đấy em tưởng tượng như là mình đang sống và đang được nhìn thấy các anh hùng đang chiến đấu vậy á. Các con đã lột tả quá sức là xuất sắc, và các con ở cái tuổi này mà con đã làm được như thế. Các con nhập tâm đến mức mà cô không thể rời mắt được ra, và cô đến lúc mà các khán giả vỗ tay cô cũng không biết là bên ngoài vỗ tay nữa, bởi vì cô quá là tập trung. Và thật sự là các con ở tuổi này các con đã diễn giỏi như thế rồi, các con đã xuất sắc và có một cái giọng hát trong và sáng như thế. Và muốn trở thành một ca sĩ thì các con sẽ tập trung này, diễn xuất càng ngày càng giỏi, rồi chúng ta sẽ cố gắng hát phải xuất sắc hơn nữa, để chắc chắn hứa với cô là mai sau các con sẽ là đồng nghiệp của cô Hòa. Cảm ơn cô. Chắc chắn hồi nãy giờ là rất là nhiều những lời chia sẻ có cánh dành cho tiết mục này, không biết là cảm xúc của anh Trung và Diệu Nhi như thế nào, xin mời. Hai con trình diễn xong là cô Nhi với chú Trung muốn tụt huyết áp luôn á. Bởi vì cái quá trình mà mình tập cái tiết mục này rất rất là vất vả, mà các con có quá nhiều thứ phải nhớ. Rồi khi cô Nhi còn phải nói với chú Trung là anh Trung ơi bớt lại đi, thấy hơi nhiều quá rồi, tụi con nhiều quá rồi, sợ tụi con sẽ hát bị đuối. Cả những cái câu thoại, những cái lời thoại của các con thì nó quá xa lạ với các con, nhiều khi các con thoại các con không hiểu. Cho nên lúc mà tập các con không nhớ được, tại vì mình không hiểu thì khi mình nói ra mình không có nhớ sâu được. Thì khi như vậy thì Nhi với anh Trung có bàn với nhau là anh ơi bây giờ bé nó không nhớ, mà tập rất là nhiều lần mà vẫn không nhớ. Thì Nhi mới nói là anh Trung bây giờ cho mấy anh chị vũ đoàn đằng sau á sẽ nhắc cho các con. Đến khi mà những cái lúc mà các con không nhớ thì anh chị đằng sau sẽ nhắc. Thì hai con không chịu, hai con nói dạ không, tụi con sẽ về, tụi con sẽ thuộc và tụi con sẽ diễn, tụi con không có muốn ai nhắc tụi con hết, tụi con muốn tiết mục thì là hoàn hảo. Thì khi mà Nhi và anh Trung nghe hai con nói như vậy thì cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy là hai con sẽ làm được. Ngày hôm nay tụi con làm cho cô cũng rất là muốn khóc sau khi mà trình diễn xong. Hai con làm cho cô Nhi và chú Trung cảm thấy rất là hãnh diện, rất là hạnh phúc luôn. Lời hồi nãy khi Thanh Duy hỏi ủa anh Trung này làm chung kết hả? Đối với Hồ Việt Trung, Hồ Việt Trung rất thích dàn dựng như thế này. Tụi con không phải lúc nào tụi con cũng được đứng trên những sân khấu lớn như thế này, được các chú ban nhạc đánh cho tụi con hát, rồi có sự dàn dựng như thế này. Sau cuộc thi này, tất cả máy quay này quay lại, đó sẽ là những kỷ niệm rất đẹp cho tụi con sau này nữa. Nên là chú muốn dàn dựng thật ấn tượng cho tụi con khi tụi con đến với cuộc thi này. Và đối với Hồ Việt Trung, đêm nào cũng là đêm chung kết. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Một cái tinh thần rất là quyết liệt đúng không ạ? Và đặc biệt hơn hết là dành hết tất cả các tâm sức dành cho tụi con và các bạn thí sinh nhí ở trong chương trình này. Một tràng pháo tay cho hai bạn, chúc mừng. Chỉ cần nhắc tới hai từ này thôi, chúng ta cũng cảm thấy rất là tự hào và hướng trái tim mình về đó. Đó chính là hai từ đất nước. Và ngày hôm nay, ca khúc Đất Nước sẽ được thể hiện ngay trên sân khấu này, đến từ hai bạn nhỏ thuộc cặp đôi huấn luyện viên Hoa Minzy và Huỳnh Lập. Xin mời. Thank you.
thầm lặng lẽ, các anh không về, mình mẹ lặng. Thảo Nhi và Trâm Anh. Xin được cảm ơn vũ đoàn Phương Việt. Wow, cảm ơn mọi người. Và không biết là cảm xúc của chú Duy và cô Như như thế nào ngay bây giờ, xin mời. Trâm Anh ơi, nói thật là khi mà con cắt những cái câu hát đầu tiên là chú thích vô cùng, là tại vì là giọng đẹp, giọng hay. Và quan trọng nhất là con biết xử lý cái bài hát này. Chứ là nhiều khi là có những bạn sẽ hát là cái chỗ đó sẽ không có tình cảm được, tại vì nó cái phần thấp. Và thường là các bạn khi mà xuống thấp á, các bạn lại thường cố gắng hát cho cái giọng mình nó được rõ ra, đúng không Hòa? Hát cho rõ ra và như vậy nó mất cái tình cảm mà hát. Nhưng trời, con lúc mà con hát cái những cái câu đó nó nhẹ nhàng, như nó đang rót từ từ rót những cái âm thanh của con vào tai của chú. Thực sự là lúc đó chú cảm thấy như vậy và chú biết có sự giúp đỡ của cô Hòa rất nhiều trong cái cách xử lý đó, đúng không?
Nói chung là tại vì em nghĩ là đối với tất cả các con ở lứa tuổi này thật sự là phải có một cái khả năng thiên bẩm lắm thì mới không cần dạy, đã biết làm như thế tôi là cảm nhận ấy ạ. Nhưng mà đối với các con thì cái việc mà làm được như thế này thì nó gọi là sự cố gắng và sự luyện tập, giống như anh nói là sẽ phải dạy từng từ nè. Chính xác luôn á. Từng nhịp. Rõ ràng là anh nghe được từng từ, từng dạ, từ của em đã dạy. Em phải hát, em phải nói và nói rằng các con đừng bao giờ hát và cảm nhận đưa từ âm thanh xuống dưới và hãy hát toàn bộ lên trên hết thì các con mới có thể mà. Bởi vì lúc nào giống như anh nói lúc nào đất nước tôi hát thấp nhưng lại rất bay. Dạ đúng hát rồi. Thấp nhưng lại cực kỳ bay. Đây là một cách hát mà em rất là thích dạy, cho nên là ngày hôm nay thì Trâm Anh đã làm được, mong là các con ghi nhận tất cả những điều đó của cô chú để dù có bước tiếp hay là dừng lại thì mai sau đó cũng là những kinh nghiệm để các con có thể đi trên con đường mà mình chọn. Tiếp tục xin mời chú Trung và cô Diệu Nhi. Khúc đầu thì Lập làm cho mình cảm thấy có một cái sự rất là hơi xúc động và rất là hào hùng ở trong đó. Nhưng mà qua cái nửa bài sau thì Lập làm rất là tươi mới, khác hẳn liền. Mà các con vô cái tâm lý để mà hát lên thì rất là tốt, rất là hay. Phải nói là cả những cái hình tượng mà Lập làm ở những cái khăn nữa thì thấy Lập rất là hay, thông minh luôn á. Dạ anh Trung có ý kiến gì không ạ? Hát này thì cho Hồ Bình Trung được hai cảm xúc. Như Diệu Nhi nói đó, lúc đầu thì rất là tình cảm, lúc sau thì rất là vui tươi, nhưng mà có một cảnh cuối cùng á là Hồ Bình Trung hơi mắc cười là lúc mà con nè đưa cái cờ che mặt của bé, con lấy cái tay con vươn ra đó. Sau này nữa những cái lúc này, những cái tình tiết nhỏ vậy nè, khi mà mình diễn á thì mình ai che mình chỉ cần đứng xích qua một cái chứ đừng có lấy tay hất người ta ra, tại vì người ta không thấy được mình ha. Chỉ cần đứng xích qua một cái để lấy chú thôi. Giống như là chú đang che gì đó. Đó mất tích. Đúng rồi. Kinh nghiệm thôi, không có gì hết. Dạ, xử lý sân khấu thôi. Còn đó là chỉ kinh nghiệm thôi, chỉ cần bước qua xíu là được rồi. Nhưng rất là ngây ngô, đúng với độ tuổi của các bạn nhỏ đúng không ạ? Nhưng mà tụi con đã làm cho mọi người ngày hôm nay cảm thấy rất là thú vị. Tiếp tục ạ, xin mời Hoàng Minh Di và Huỳnh Lập. Đối với chú thì tụi con đã làm tốt. Và bởi vì ngày hôm nay thật sự cũng có rất là nhiều thứ để mà tụi con có được cái tiết mục ngày hôm nay. Và cũng có nhiều thứ làm cho tụi con chi phối. Ví dụ đi, cứ bị hoang mang và có vấn đề thay đồ khúc đầu là kịp. Mặc đồ của bộ đội ra một hát bài xong, một bài xong là ra mặc đồ của học sinh giống như vậy. Cái đó là chú rất lo, bây giờ chú nhắc hoài không biết có thay được hay không. Một là mặc bộ này luôn, hai là mặc bộ đồ bộ đội luôn. Nhưng mà không, tụi con quyết định vẫn muốn thay, và đó là thử thách, và đó là những cái tình huống mà mình cần phải xử lý trong một cái tiết mục nào đó. Và trong tương lai nếu như tụi con vẫn tiếp tục đi theo con đường ca hát và bước lên những sân khấu chuyên nghiệp và còn có hàng ngàn những thử thách khác nữa, ngày hôm nay là một bước đệm, là một thử thách cho tụi con thử sức rồi. Và hy vọng rằng là với những cái thử sức này cho tụi con trưởng thành hơn, cho tụi con có nhiều kinh nghiệm hơn, và hy vọng rằng trong tương lai tụi con sẽ ngày càng phát triển hơn. Xin được cảm ơn mọi người rất là nhiều, xin được cảm ơn các cặp đôi huấn luyện viên và chúc mừng cho tụi con. Cười lên các anh nè. Đúng không? Yeah. Một lần hôi tay cho hai bạn nhỏ của chúng ta đã hoàn thành xong tiết mục của mình. Cảm ơn tụi con, chúc mừng.